Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 63 phẩm vào pháp giới thứ 39. 4. Di già đại sĩ phó thác thứ tư sinh quý trụ. Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng tránh niệm pháp môn pháp quang minh tin sâu hướng vào, chuyên niệm Phật chẳng dứt tam bảo hoan hỷ lìa tánh dục, niệm thiện tri thức chiếu khắp ba đời, nhớ các đại nguyện cứu khắp chúng sinh chẳng chấp hữu vi suy ngẫm rốt ráo tự tánh các pháp đều nghiêm tịnh tất cả thế giới nơi chúng hội đạo tràng của tất cả chư phật tâm không chấp trước dần dần đi về hướng nam, đến thành tự tại tìm cầu di già. Bèn thấy vị đó đang ở giữa chợ, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp, có đại chúng 10 ngàn người cùng vây quanh, nói pháp môn luân tự trang nghiêm. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ vị di già, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ở trước di già chắp tay mà bạch rằng, Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà con chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh làm thế nào tu bồ tát đạo làm thế nào lưu chuyển nơi các cõi mà không quên mất tâm bồ đề làm thế nào được tâm bình đẳng kiên cố chẳng động làm thế nào được tâm thanh tịnh không gì trở ngại phá hoại được làm thế nào sinh ra tâm đại bi luôn không mệt nhọc làm thế nào vào đà la ni khắp được thanh tịnh làm thế nào phát sinh trí huệ quang minh rộng lớn nơi tất cả pháp lìa các ám chướng làm thế nào đủ sức biện tài vô ngại quyết định thấu rõ tất cả tạm nghĩa thâm sâu làm thế nào được sức chánh niệm nhớ trì tất cả pháp luân khác nhau làm thế nào được sức thanh tịnh các cõi nơi tất cả cõi khắp diễn nói các pháp làm thế nào được sức trí huệ nơi tất cả pháp đều quyết định phân biệt được nghĩa lý bấy giờ di già bảo thiện tài rằng thiện nam tử ngươi đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề chăng thiện tài thưa vâng con đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề di già liền xuống tòa sư tử đến chỗ thiện tài năm thẻ sát đất giải vàng bạc hoa bảo châu vô giá cùng với bột trên đàn thượng diệu vô lượng thứ y phục dùng phủ phía trên, lại giải vô lượng đủ thứ hương hoa, đủ thứ đồ cúng, dùng để cúng dường, sau đó đứng lên mà khen ngợi rằng, lành thay, lành thay, thiện nam tử, đã có thể phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề Thiện nam tử, nếu có ai có thể phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề thì sẽ không dứt tất cả giống tánh Phật, sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, sẽ thành thục tất cả chúng sinh, sẽ thấu đạt tất cả pháp tánh, sẽ ngộ hiểu tất cả thứ nghiệp, sẽ viên mãn tất cả các hạnh, sẽ không dứt tất cả đại nguyện, sẽ hiểu như thật giống tánh lìa tham, sẽ thấy rõ được ba đời khác biệt, sẽ khiến cho tin hiểu, vĩnh viễn được kiên cố, sẽ được tất cả như lai nhiếp trì, sẽ được tất cả chư Phật nghĩ nhớ, sẽ bình đẳng với tất cả Bồ Tát, sẽ được tất cả hiền thánh khen ngợi hoan hỉ sẽ được tất cả phạm vương lễ kính sẽ được tất cả thiên chủ cúng dường sẽ được tất cả dạ xoa giữ gìn sẽ được tất cả la sát hầu hạ sẽ được tất cả long vương nghinh tiếp sẽ được tất cả khẩn na la vương ca ngâm khen ngợi sẽ được tất cả các chủ thế gian khen ngợi vui mừng